Đoạn clip ngắn lôi cuốn sự xem xét khi ông bố đi xe máy chở hai đứa con xuất hiện. Thay vì để các con ngồi phía sau xe, người đại trượng phu để hai nhỏ xíu gái đứng trước mặt và vòng tay, dặn ga. Cả ba người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Bố chở hai con gái đi học, địa điểm đứng của chúng khiến người xem sợ hãi. Cảnh tượng khiến dân mạng bất bình và bức xúc, người bị chỉ trích nhiều nhất chính là ông bố. Nhìn đã thấy sợ hãi rồi, có sự cố gì trên đường, liệu ông ta có xử lý kịp không? Đến lúc trượt lại bảo biết thế ngồi nghiêm chỉnh ngay từ đầu, tài khoản Thành Trần nhận xét. Mọi sự liều lĩnh của người lớn đều có thể gây họa cho con cái. Trước mắt là gian nguy đến tính mạng của ba bố con, sau đó là ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ. Bố mẹ không chấp hành giao thông thì con cái cũng dễ bắt chước, thành viên linh phạm giết. Hồi còn nhỏ tuổi tôi cũng thích ngồi đằng trước thế này và đoán là đứa trẻ nào cũng thế. Quan trọng là phụ dương mẹ phải cảnh báo gian nguy và rèn thói quen tôn trọng luật giao thông cho con cái, một dân mạng khác góp ý.